Xin chào bạn, đây là con lens TT Artisan 50mm f1.2. Thì con lens này nó sẽ có rất là nhiều ngàm cho Sony, Fujifilm, Canon EOS M43, Leica L và Nikon Z nhé. Thì con lens này được làm hoàn toàn bằng kim loại đây và nặng khoảng là 336g. Khẩu độ lớn nhất là f1.2, bé nhất là f16. Ở vòng chỉnh khẩu thì nó sẽ có hai cái cục gù lên như thế này. Các bạn có thể thấy hai cục gù lên để các bạn chỉnh khẩu được dễ dàng hơn. Và vòng chỉnh khẩu của nó thì sẽ là dạng đứt key. Từng nấc rất là đơn giản. Con lens này thì nó sẽ có 10 lá khẩu, có 7 thấu kính chia làm 5 nhóm. Và đây là con lens mặc định nha. Nếu các bạn nào muốn custom lens á thì các bạn cứ gửi hình hoặc chữ ở trên cho mình là được. Đây ví dụ như vậy thì bên mình sẽ khắc, nhờ hãng khắc laser lên cho các bạn như thế này ha. Thì các bạn có thể muốn hình gì hoặc chữ gì khắc lên lens cũng được. Nó ví dụ như vậy nha. Và đây là số điện thoại bên mình, liên mua hàng được miễn phí vận chuyển và có trả góp cho các bạn, mình sẽ để ở bên dưới nha. Rồi xin chào các bạn.